Rồi bài lớp 5 của mình chúng ta cần làm gì? Lớp 5 đối với lại cái bài số 3. Bài 2 là hôm trước mình làm rồi nè. Bài 3 quản lý sản phẩm. Như vậy quản lý sản phẩm thì cái kiểu mà chúng ta muốn quản lý thì chúng ta phải quản lý bằng gì các bạn? Class ha. Vậy các bạn sẽ tạo một cái class. Vậy chúng ta có 3 câu hỏi á. Câu hỏi thứ nhất là chúng ta muốn quản lý cái gì? Muốn quản lý cái gì thì chúng ta muốn quản lý sản phẩm và chúng ta sẽ tạo một cái class sản phẩm ở đây. New. Một cái class sản phẩm. Rồi trong sản phẩm này thì chúng ta hỏi tiếp câu hỏi thứ hai là muốn quản lý cái gì? Muốn quản lý cái gì? Thì cái chúng ta muốn quản lý là cái tên sản phẩm. Thì các bạn có thể hỏi tiếp tên sản phẩm kiểu dữ liệu là gì? Các bạn cố gắng tạo nghĩ ra những câu hỏi và các bạn sẽ tự trả lời thì cái bài làm của bạn nó sẽ phát sinh được code. Bởi vì có nhiều bạn nói là em không biết bắt đầu từ đâu thì các bạn hãy bắt đầu từ những câu hỏi. Được chưa nào? Bạn hỏi xong bạn trả lời thì bạn sẽ có hướng để giải quyết. Còn nếu bạn chỉ có nghĩ thôi thì chưa hành động thì nó sẽ không ra đâu. Đó, bạn sẽ hỏi và quản lý cái gì? Quản lý tên sản phẩm. Quản lý tên sản phẩm. Rồi quản lý gì nữa? Giá sản phẩm. Vậy giá sản phẩm kiểu dữ liệu là gì? Double. Rồi, giá sản phẩm. Đấy, như vậy thì các bạn cứ hỏi đi, hỏi xong các bạn tự trả lời xong thì các bạn sẽ có cách để các bạn viết và chúng ta có giá sản phẩm và chúng ta sẽ hỏi tiếp quản lý cái sản phẩm này bằng các phương thức nào. Vậy trong đề người ta yêu cầu chúng ta phương thức nào đấy? Nhập, xuất, đó là hai phương thức mà đầu tiên. Vậy chúng ta sẽ sử dụng voi nhập. Và phương thức nhập này chúng ta sẽ viết cái gì? Là nhập tên và nhập giá. Chúng ta hỏi tiếp. Muốn nhập được chúng ta phải dùng đến class gì? Scan. Đấy. Như vậy thì chúng ta cứ cứ hỏi ra thì chúng ta sẽ tự khắc có câu trả lời nha. Scan sc bằng new scan từ khắc chúng ta sẽ có câu trả lời. Các bạn cố gắng tự viết nha, tự nghĩ, tự viết, tự hỏi, tự trả lời. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa ra một câu thông báo. Nhập tên sản phẩm và this chấm tên tên sản phẩm void static nhập class sản phẩm lý do tên sản phẩm bằng gì scan chấm net line chấm phẩy giá sản phẩm chấm chấm gì bên net double hoặc là các bạn ép kiểu qua để nó khỏi trôi lệnh ha, mình xử lý trôi lệnh luôn. Chấm
Đấy, thép kiểu qua double scan chấm netline giá sản phẩm. Rồi chúng ta đã nhập xong, xuất xuất thì chúng ta sẽ xuất thông tin sản phẩm ra, bao gồm tên hai chấm cộng với chấm tên cộng với giá cộng với giá sản phẩm. Như vậy chúng ta đã nhập và xuất xong. Bây giờ ở bên này, bên phần main của lab 5 thì các bạn sẽ tạo ra một cái void bài mấy đây? Bài 3 phải không? Bài 3. Và nhiệm vụ của mình sẽ tạo ra một cái danh sách các sản phẩm, và danh sách này chúng ta sẽ lưu ở đâu? Lưu ở đâu mấy em? Danh sách sản phẩm mình sẽ lưu ở đâu? Array list ha. Đó, array list. Thì chúng ta sẽ có array list gì? Array list kiểu dữ liệu của chúng ta là sản phẩm. Là ARR sản phẩm. Bằng new array list sản phẩm. Rồi. Sau khi chúng ta có release sản phẩm thì chúng ta sẽ nhập sản phẩm cho đến khi nhóm N thì kết thúc, và cái bài này nó lặp lại ở cái gì các bạn? Ở bài 2 rồi. À, thì chúng ta chỉ làm thôi, không cần nói nhiều nữa. Do why why cái gì? Why khi scan à, ở đây chưa có scan, chúng ta khai báo một cái biến scan. Chúng ta khai báo một cái scan scan bằng new scan. Trong khi scan chấm netline chấm equal n chấm than. Rồi code như thế nào thì chúng ta xem lại ví dụ ở bài 2 tại sao nó là như thế. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nhập tên sản phẩm. Nhập thông tin sản phẩm thì chúng ta sẽ nhập bằng cách nào? Ở đây các bạn sẽ nêu cho thầy một cái sản phẩm SP bằng new sản phẩm chấm phẩy gọi hàm nhập sản phẩm chấm nhập. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái array list sản phẩm này, mình chọn phương thức add sản phẩm này vào. Như vậy cái việc mà viết cái đoạn này có gì khó khăn không đây? Có gì lạ không? Có tiếp tục không? À, có không đi ha. Tự nhiên hỏi tiếng Việt mà trả lời tiếng Anh kỳ lắm. Chỗ này là không. Đó, có hay không? Có tiếp tục hay không? Có hay không? Rồi như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần nhập. Và phần này
các bạn nhớ đặt nó trong menu nhé. Cái bài này đặt trong menu nha, còn thầy viết là thầy viết luôn từ trên xuống, còn lúc các bạn làm thì các bạn phải đặt nó trong menu cho thầy. Rồi chúng ta đã nhập xong, bây giờ thầy sẽ xuất mảng ra. Xuất mảng. Xuất mảng, xuất mảng dùng cái gì để xuất mảng mấy bạn? Dùng gì? À, for. Vậy chúng ta nên dùng for gì cho nhanh? For add ha. Và cái này là sản phẩm. SP 2 chấm. ARRSP. Và chúng ta sẽ làm gì? SP chấm xuất. Thế là xong. SP chấm xuất. Thế là xong. Và khi các bạn viết sản phẩm thì bên class sản phẩm các bạn nên để cái thuộc tính nó ở dạng là private. Ha, thuộc tính các bạn để nó ở private cho thầy. Tức ở bên ngoài không nhìn thấy tên và giá sản phẩm. Như vậy để thao tác được với tên và giá thì chúng ta làm gì? Insert code nào? Get và set. Ha, để chúng ta thao tác với giá và tên của sản phẩm. Vậy chúng ta đã insert được get và set. Nếu muốn thì chúng ta thao tác với những phương thức này. Còn không nên thao tác trực tiếp với thuộc tính nha. Không nên thao tác trực tiếp với thuộc tính. Bây giờ chúng ta đã xuất. Vậy chúng ta đã giải quyết được nhập danh sách từ bàn phím và xuất ra để xem xong. Sắp xếp giảm dần theo giá và xuất ra màn hình. Vậy ở chỗ này nếu như mà các bạn xài mảng của chúng ta là mảng dữ liệu kiểu đơn. Đơn là gì? Double, plot, in, string. Cái array list của chúng ta những kiểu dữ liệu như vậy thì chúng ta không cần viết lại cái phần phương pháp so sánh. Còn vì mảng của chúng ta hiện nay là kiểu dữ liệu là gì? Cái mảng mà chúng ta đang quản lý nè, kiểu dữ liệu là gì? Sản phẩm. Vậy nếu như chúng ta so sánh sản phẩm thì nó không biết là chúng ta so sánh cái gì. Bởi vì trong đó có tên, có giá. Mà sản phẩm thì có hai thuộc tính. Nhưng mà giả sử chúng ta quản lý một cái class khác nó có 5 7 thuộc tính thì làm sao nó biết được nó so cái gì? Cho nên bắt buộc chúng ta phải viết lại cái phần comparator. Thì viết lại lại tức là trước đó có chưa? Có rồi thì mới viết lại. Mà viết lại thì ghi đề. Mà ghi đề thì phải dùng từ khóa override. Đó. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ sắp xếp thì các bạn dùng cái phương thức viết lại cái phần này. Viết lại. Các bạn nhớ là sẽ gì đó. Đơn giá chỗ này không có đơn giá ha. Override sản phẩm. Cái comparator này nè. Chúng ta phải import cái comparator vô. Nó không có cho nên nó báo lỗi. Còn O1 này có đơn giá không? Mình có là giá. Nó thấy không? Thấy không? Thấy giá không? Vậy mình muốn thao tác với giá thì mình làm sao? Mình muốn bây giờ chỗ này mình chọn là O1, O1 tức là sản phẩm chấm giá có không? Vậy mình muốn thao tác với giá mình làm sao? Get giá, đúng rồi, nhớ nha. Get giá sản phẩm. Tương tự như vậy, O2 cũng get giá sản phẩm. Đó. Rồi, nhìn nha. Tại sao nó không so sánh được? Tại sao nó không so sánh được? Bây giờ chỗ này chúng ta cắt cái này ra đi. Rồi. Get giá sản phẩm chấm
cách ra. Nó nói rằng không có bất kỳ một phương thức nào hết. Vậy trong hướng dẫn của lab, tại sao người ta ghi vậy mà ở đây không có? Nè, nó báo là không có một cái phương thức nào để mà thực hiện hết. Đúng ra những control space thì nó phải ra chứ. Chỗ này nó không ra. Vấn đề của chúng ta là gì? Rồi, trước đây thầy khuyến nghị các bạn là không được xài lớp bao trước khi chúng ta học đến class, nhớ không? Đúng rồi. Như vậy thì ở đây sản phẩm lúc nãy thầy cố tình giá thầy xài cái kiểu dữ liệu này là kiểu gì đấy? Nguyên thủy. Nguyên thủy thì có trong C, và nguyên thủy thì tất nhiên nó đơn thuần chỉ là kiểu dữ liệu, và các bạn khai báo cái biến là giá sản phẩm, nó chỉ có nhiệm vụ lưu một cái giá trị số thực ở đây thôi, chứ trong cái giá sản phẩm này nó không có một phương thức nào hết. Còn khi mà các bạn xài là giá sản phẩm chấm compare to, đấy, cái compare to này là một phương thức, mà phương thức chỉ tồn tại ở đâu? Trong class. Vậy thì giá sản phẩm chúng ta phải xài gì? Kiểu gì? Kiểu kiểu đê hoa là gì? Gọi là kiểu gì? Kiểu lớp bao. Quên rồi. Lớp tức là class. Dữ liệu này nó không còn là kiểu dữ liệu bình thường nữa, mà đơn giá này nó là một class. Đơn giá này nó là một class. Vậy ở đây get giá sản phẩm nó không phải là double bình thường, mà nó là double hoa ha. Đó, double hoa. Và giá sản phẩm chỗ này cũng là double hoa luôn. Và ở bên này chúng ta sẽ quay trở lại. Các bạn chọn control space. Thấy xuất hiện các phương thức chưa? Vậy thì get giá sản phẩm trả về kiểu double là lớp bao. Thì lớp bao là lớp, lớp cho nên mới có phương thức. Vậy chỗ này chúng ta sẽ chấm compare to, nó không bị lỗi nữa. Được không? Hiểu sâu chỗ này nha. Và sau khi chúng ta học class xong thì các kiểu dữ liệu các bạn xài, các bạn có quyền xài lớp bao được rồi. Được không? Để phân biệt, để các bạn biết nguyên thủy là gì, lớp bao là gì, có gì khác nhau. Rồi, ok. Sau khi chúng ta đã định nghĩa lại được cái phép toán so sánh này thì chúng ta sử dụng cái class collection để sắp xếp mảng của chúng ta. Collection chấm sort ha, collection chấm sort. Tại sao collection chấm sort không có là sao? À, collector, collection sai rồi. Collector. Nói sao không có đây? Collection chấm sort. Collection bình thường mà. Sao đây? Hả? Không, nếu mà mình viết bình thường thì tự nó thêm vào. Rồi, ok. Mà thầy cố tình không không viết khoa cũng không im bột để cho nó sẽ tự hướng dẫn cho mình. Này, collection mình viết đâu có sai đâu. Ở đây là đang ở bài 3. Đó, collection. Rồi, ok, thiếu chữ S rồi. Bằng
À, sao? Đâu, thằng bé là nó chỉ lấy phương thức sắp xếp thôi, nó tìm cách sắp xếp theo cái gì thôi, nó đã sắp xếp đâu. Compare là lúc nãy nếu mà collection sort á, collection sort thì đối với thầy giải thích hồi nãy mà em không chú ý, nếu như mình sắp xếp một mảng mà kiểu dữ liệu đơn thì mình sắp xếp được, còn cái của mình là kiểu dữ liệu của mình là đa, là một class thì nó không hề sắp được. Rồi, ok. Kiểu dữ liệu của mình là đa cho nên là nó không sắp xếp được, nó là một class. Thì chỗ này chúng ta phải 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 dùng cái collection sort. Collection sort theo kiểu là sắp cái mảng với cái cách sắp xếp được định nghĩa lại. Cách sắp xếp được định nghĩa lại. Được không? Cách sắp xếp được định nghĩa lại. Còn nếu như mà cái mảng này của mình chỉ là mảng kiểu dữ liệu đơn thôi, là chuỗi hoặc số bình thường thì chúng ta không cần đến cái này. Còn của mình là một class mà. Class thì mình đâu có biết sắp theo gì đâu. Vậy mình sắp theo giá sản phẩm và mình đã sắp xong. Sau khi sắp xong thì các bạn xuất lại cái mảng này để mình biết là mình đã sắp sắp được. Mảng đã sắp xếp tăng dần. Nhưng mà người ta yêu cầu là gì các bạn? Giảm dần đúng không? Giảm dần theo giá. Vậy mình muốn giảm dần mình phải làm gì nữa? À, collection chấm reverse cái mảng này đi. Như vậy mình đã sắp xếp giảm dần. Rồi bài tiếp theo, tìm kiếm và xóa. Tìm kiếm và xóa. Bây giờ có rất nhiều cách tìm. Bây giờ mình tìm đơn giản nhất là gì đây? Tìm và xóa. Tên sản phẩm cần xóa. Tên sản phẩm cần xóa. String. À, tên bằng scan chấm netline. Rồi bây giờ làm sao để biết sản phẩm đó ở đâu, làm sao biết, tìm bằng cách nào? À, tìm có rất là nhiều cách. Cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ duyệt sản phẩm sp2 chấm array sản phẩm chấm phẩy. Nếu nếu sản phẩm chấm gì nào, à, get chứ, get tên sản phẩm. Rồi bằng hay sao, bằng tên hay sao, phải vậy không, phải vậy không? So sánh bằng. Vậy làm sao? À, mình sẽ dùng phương thức so sánh là equal parent case với tên. Nếu như đúng là bằng thì làm gì nào? Thì xóa chứ, tìm và xóa mà. À, tìm và xóa. Thì mình sẽ xóa sản phẩm. Xóa dùng phương thức gì để xóa ha?
remove object nha. Remove object là sản phẩm, thì mình sẽ xóa sản phẩm này đi và các bạn xử lý thêm cho thầy. Nếu không có thì báo là sản phẩm này không tồn tại nhé. Xử lý được cái đó không? Thêm nha. Thầy chỉ làm đến đây thôi. Rồi, sau khi xóa xong thì các bạn xuất cái mảng là mảng sau khi xóa. Sản phẩm. Mảng sau khi xóa sản phẩm. Được không? Mảng sau khi xóa sản phẩm. Rồi, mình chạy cái đoạn này đi. Mình kiểm tra trước đi. Xong chưa ta? Nhập xuất, sắp xếp tìm kiếm. Tìm và xóa họ tên. Xong hết rồi. Nó là câu 3 xong rồi. À, mình chưa gọi mà. Mình chưa gọi mà lấy gì mà nói được. Bài 3. Gọi bài 3 nha. Tên sản phẩm, ví dụ A giá 1, họ tiếp tục không bị xuống dòng rồi. Tên sản phẩm B giá 2, tên sản phẩm C giá 3, không kết thúc. Mảng vừa nhập, mảng sắp xếp giảm dần, sản phẩm cần xóa. Bây giờ giả sử chúng ta muốn xóa B đi ha. Gõ vô chữ B. Mảng sau khi xóa sản phẩm B. Chỉ còn C với A thôi. Được không nào? Kịp không? Không kịp, tí nữa xem lại nhé. Rồi. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong bài số 3. Bài số 4. Phức tạp hơn tí xíu. Bài số 4 phức tạp hơn. Tức là chúng ta phải so sánh hai lần. Hai lần. Vừa sắp xếp giảm dần theo tên. Nếu tên mà trùng thì sắp xếp theo giá. Và ở đây cái này là bài 4. Bài 4 thì chúng ta sẽ viết một cái function riêng. Được không? Nếu viết function riêng thì cái mảng của chúng ta có khai báo được trong bài 3 không? Không. Chúng ta phải khai báo cái array list này ở đâu? Ở trong toàn cục. Nha. Như vậy thì đến lúc này nó phát sinh một vấn đề là trong cái array list này nó không còn đơn thuần là nằm ở bài 3 nữa, mà cái này chúng ta sẽ khai báo ở bên ngoài này luôn. Rồi. Vậy chỗ này tại sao nó không cho chúng ta sử dụng mặc dầu chúng ta đã khai báo ở bên ngoài? Thì các bạn phải cấp phát bộ nhớ cho nó. Dưới này hết lỗi. Được không? Nha. Phải có. Nếu như các bạn khai báo ở bên ngoài hàm main luôn, tức là nó là một cái biến của class lớp 5 này, một cái thuộc tính, thì các bạn sẽ để nó là static thì bên trong mình mới xài được. Bây giờ mình sẽ viết cho cái này là end bài 3 đúng không? End bài 3. Đó, end bài 3. Bây giờ mình sẽ viết bài 4. Bài 4 của chúng ta tương tự chúng ta viết bài 3.
bài 4. Đến bài 4. Bài 4 này chúng ta sẽ sắp xếp theo hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là ở chỗ này bài 4 của chúng ta có 2 điểm. Đúng không? Để các bạn tự làm để lấy 2 điểm nha. Nếu thầy viết xong rồi lấy gì có 2 điểm. Sao cho? Rồi bài 4 nó có hai ý. Hồi nãy mình viết cái comparator này là sắp xếp theo giá. Vậy bây giờ chúng ta sẽ viết cái comparator này lại sắp xếp theo tên. Vậy các bạn sẽ chỉ cần copy cái phần này xuống và sắp xếp theo tên là xong. Xong chưa? Chỗ này sản phẩm của chúng ta sẽ viết lại là sắp xếp theo tên thì không phải là ghép giá sản phẩm mà ghép tên sản phẩm. Ghép tên sản phẩm. Rồi, chỗ này cũng tương tự như vậy. Ghép tên sản phẩm. Xong được. Cái bài của mình nó chỉ có hai câu thôi. Bài này có hai câu thôi. Có bạn nào đã làm xong bài 4 này chưa? Hả? Ai làm xong rồi giơ tay nào. Sắp xếp được chưa Hào? Vậy hả? Nó làm sao? Làm sao nào? Mình sửa chỗ này tí xíu. Thứ nhất là bạn sắp xếp theo tên là đã sửa như vậy là sắp xếp theo tên rồi nè. À, mảng đã sắp xếp theo tên và giá. Tí nữa viết tiếp nha, chưa xong đâu nha. Chỗ này chưa xong đâu. Mình phải viết lại chỗ này tí xíu nữa nó mới xong. Chỗ này mới theo tên thôi. Còn nếu mà theo tên mà trùng nhau thì sắp xếp theo giá là mình chưa làm. Cái comparator hồi nãy chỗ này mình không cần revert cũng được mấy bạn. Chỗ này nè, không cần revert mình vẫn sắp được á, chứ không phải cái gì đâu. Chỗ này nhé, chỗ này mình không cần revert, mình vẫn sắp giảm dần được. Các bạn đổi chỗ này lại cho thầy. O2, O1 là giảm dần ngay. Nó lấy O2 so với O1 là được. Rồi. Có chưa Hào? Nói như bạn đó, vào Google Meet rồi share lên đây là thầy chiếu lên bảng được rồi. Rồi mở cái code để chỗ mà so sánh đó thôi. Chỗ mà so sánh theo giá, giá xong theo tên, run code lớn lên. Ừ.
Nhưng mà như vậy thì giả sử là bốn sản phẩm cùng tên mà cùng một đoạn luôn thì làm sao? Cái này mới có hai sản phẩm à? Hai sản phẩm liền kề nó swap, ví dụ như là ba ba hai bảy, cái là ba với hai thì nó đổi, ví dụ như là 354 đi, 354 thì 3 với 5 là nó đổi thành 53. Nhưng mà cuối cùng á là cái thằng số 4 á thì ok, nhưng mà giả sử 3 4 5 3 4 5 3 3 4 5 mình sắp xếp giảm dần đi, 3 với 4 nó đổi một cái là thành 4 trước 3 sau. Rồi sau đó 3 với 5 thì 3 với 5 nó đổi một cái thành 5. Rồi cuối cùng mảng của mình là 4 5 3 là chưa đúng. Chạy thử rồi nhập cho thầy dữ liệu đây trên bảng nè, nó nhập thử dữ liệu đó coi. Tên sản phẩm là A. Rồi ok, đó là một ý tưởng các bạn phát triển thêm nha. Rồi ok, thôi được, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn chỗ này, mình sẽ thử nha. Bây giờ đối với lại cái này mình sẽ chạy lại cái chỗ mà giá sản phẩm mà mình không cần đến reverse, mình xem thử là nó có sắp xếp giảm dần hay không nha. Đó, trước tiên là mình không cần đến revert, mình xem thì nó có sắp xếp giảm dần không cái đã. Mình đổi lên O2 với O1. Sản phẩm A giá là 8, sắp xếp giảm dần. Sản phẩm B giá là 9. Sản phẩm C giá là 7 và sản phẩm D giá là 8. Đây 6 9 7 8 9 8 7 6. Được không? Là mình không cần đến reverse, mình vẫn có thể sắp xếp được. Nếu như mình định nghĩa lại comparator lại thì mình đảo O2 O1 một cái là từ nó sắp ngược rồi, xong phần này. Bây giờ mình giả sử chỗ này bài 4 mình sẽ định nghĩa rằng sắp xếp. Tăng dần theo tên. Trong đề thì sao nào? Trong đề là gì? Sắp xếp giảm dần theo tên, nếu trùng thì sắp sắp tăng dần theo giá. Rồi ok. Sắp xếp giảm dần theo tên. Giảm theo tên. Và trùng thì tăng theo giá. Vậy cái phương thức mà compare to này nó cho mình cái gì? Khi các bạn học thì người ta cho các bạn phương thức là compare to, nhưng các bạn nên nghiên cứu thêm bằng cách control space. Nó cho các bạn compare to và nó báo nè, cái này trả về kiểu in và giá trị của nó có những giá trị nào. Đó, có những giá trị nào nó có thể return về con số 0, con số 0 hoặc trừ 1 hoặc là 1. Nếu bằng thì nó trả về 0, nếu
O1 mày nhỏ hơn giá tên sản phẩm O1 mày nhỏ hơn tên của O2 thì nó trả về trừ 1. Còn lớn hơn thì nó trả về 1. Nó có 3 giá trị trả về để nó sắp xếp. Vậy mình sắp xếp giảm dần theo tên. Hồi nãy thầy nói rồi, giảm dần mà mình không cần reverse thì mình làm gì? O2 so với O1 thì chỗ này là O2. Chỗ này là O1. Được không? O2 so với O1. Và mình chưa có retin vội. Chưa retin được ha. Chỗ này bạn sẽ khai báo cho thầy một cái biến in kiểm tra bằng nếu như O2 tên so sánh với O1 tên mà bằng nhau thì chỗ này mình sẽ nếu kiểm tra bằng bằng không. Nếu kiểm tra bằng bằng không tức là tên bằng nhau thì làm gì? Thì làm gì? Thì kiểm tra sẽ bằng chỗ này cái kiểm tra sẽ bằng ô. Bây giờ sắp xếp tăng theo giá. Tăng thì O1 so với O2 hay là O2 so với O1 đây? Tăng 1 với 2. Như vậy thì chỗ này O1.z giá. Get giá sản phẩm chấm compare to chứ không phải là compare. Compare to O2 chấm get giá sản phẩm. Rồi, sau đó cuối cùng chúng ta mới retain kiểm tra. Sau đó chúng ta mới kiểm rồi tên kiểm tra. Và xuống đây các bạn không cần revert nữa. System chấm tên và giá. Rồi. Ok, thử nha. Bây giờ mình bỏ cái phần xóa đi. Bỏ phần xóa đi để cho nó khỏi phải hỏi phần xóa. Rồi. Bỏ phần xóa đi. Bỏ phần sắp xếp này luôn, bởi vì mình làm được cái này rồi, bỏ luôn. Tức là nhập vô xong để cho nó ngẫu nhiên. Còn không thì để cái này. Và trước khi chúng ta sắp xếp thì chúng ta làm gì đây? Hả? Trước khi chúng ta sắp xếp thì chúng ta phá nó một cái. Bằng cách gì? Collection chấm shuffle nó một cái. Shuffle array sản phẩm. Sáo cho nó một cái rồi bắt đầu làm. Đó, sáo nó một cái ha. Mình muốn biết chắc chắn rằng cái mảng của mình sáo là nó đúng, nó đã sáo rồi thì mình xuất ra nó một cái thử coi. Sáo xong xuất ra. Mảng đã sáo trộn. Đó, mảng đã sáo trộn. Xuất nó ra một cái. Rồi bắt đầu mới sắp xếp. Rồi, ok. Bài 4. Tên sản phẩm. Nhập theo trên bảng nha. A1B3 đó. Tại vì thầy cố tình để
ba cái A, ba cái A này nó đụng nhau này, một viên một bốn e để có sự thay đổi, một b này d ba d ba sáu năm đó. Thì nó sẽ sắp xếp, còn không tí nữa ngẫu nhiên một cái là thấy liền. À, chúng ta sẽ có bộ dữ liệu của chúng ta là A 1, B 3, C 7, A, B, C 7, A 4, B 6, A 2, B 5, D 9, và E 8. Không. Rồi. B. Tên thì giảm dần đúng không? E, D, C, B. Khi mà tên trùng thì giá tăng 3, 5, 6, 1, 2, 4. Được không? Vậy đoạn code của mình, đoạn code của mình sao? Easy đấy. Code thì khá ngắn nhưng mà có dễ không? Ừ, viết lại được không? Sắp xếp theo tên, giảm dần lấy ô 2 so với ô 1. Nếu như tên của hai sản phẩm đó bằng nhau thì sắp xếp tăng dần theo giá ô 1 so với ô 2. Được không nào? Hello. Rồi viết lại nha. Ok. Như vậy ở đây thầy viết không hề có menu. Các bạn viết có menu giúp thầy.